Yo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và chúng ta đều biết rồi đúng không ạ? Vào lúc 3 giờ chiều nay, cái sự kiện đặc vụ thời không, đó là cái trang phục của cái vị tướng Carrier, một trong ba trang phục đắt giá nhất theo năm. Năm trước nữa là có trang phục của Hayabusa thí nghiệm 21, năm trước là có trang phục của God, và năm nay sẽ là trang phục đặc vụ thời không của cái cô nàng Carrier này. Và Mỡ sẽ chuyển hoạt cảnh ngay cho anh em xem. Đây chính là cái sự kiện đặc vụ thời không. Giai đoạn đầu sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 11 cho đến ngày 30 tháng 11, chỉ 6 ngày mà thôi. Và anh em lưu ý rằng đây là giai đoạn đầu tiên của sự kiện lần này. Tại sao Mỡ lại nhấn mạnh với anh em đây là cái giai đoạn đầu tiên? Bởi vì là ở cái sự kiện lần này anh em sẽ phải bỏ ra nhiều chi phí hơn, nhưng bù lại anh em sẽ có cơ hội nhận được những cái phần thưởng rất giá trị. Đó là đá ánh sao, đó là trang phục Carrier đặc vụ thời không, đó chính là cái khung hội viên ánh sao tháng năm 2020. Anh em thấy khung đấy không ạ? Đang hiện trên màn hình này. Và đó là cái star này, rồi thì đá ánh sao nó đang nhảy các thứ các kiểu trước mặt màn hình anh em này. Thẻ hội viên ánh sao luôn. Đó, và thậm chí là đây skin Carrier như anh em đang thấy, đặc vụ thời không skin của Carrier và khung phiên bản hội viên ánh sao năm 2020. Và anh em nên nhớ rằng, mỗi xin nhắc lại một lần nữa là cái sự kiện này nó sẽ được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất anh em có thể tìm hiểu bằng cách ấn vào dấu chấm hỏi cái phần đặc vụ thời không này, click này. Đó, giai đoạn đầu tiên ý, thì nó sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11 cho đến ngày 1 tháng 12. Đó, giai đoạn này thì anh em sẽ phải bỏ ra nhiều kim cương hơn. Anh em nhìn này, mỗi lần mở chúng ta sẽ tốn bao nhiêu anh em? 50 kim cương, lần mở sau sẽ được giảm nửa giá. Và phần thưởng anh em có thể nhận được ở đây đó là khung avatar này, hiệu ứng hạ gục này, gói đặc vụ thời không này, rồi thì điểm ánh sao, huy hiệu, sự kiện các thứ các kiểu. Nhưng giai đoạn thứ hai là giai đoạn ra mắt chính thức. Đó, chúng ta đang kiểu chơi trước anh em. Thì chơi trước sẽ tốn chi phí hơn, nhưng mà bởi vì Mỡ là một YouTuber cho nên là Mỡ sẽ sử dụng cái kim cương của mình để Mỡ chơi trước cho anh em xem, để mà cho anh em nhận ra rằng là chúng ta sẽ phải tốn bao nhiêu cái kim cương để mà sở hữu được cho mình đó là cái skin của Carrier đặc vụ thời không đây. Thì cái giai đoạn chính thức ý, thì nó sẽ mở vào từ ngày 1 tháng 12 cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2021, tức là chúng ta sẽ kéo dài sự kiện này trong vòng 1 tháng. Mỗi lần mở sẽ tốn 25 kim cương. Đó, chỉ có bằng một nửa so với giai đoạn trước đó thôi. Đó, và các phần thưởng anh em vẫn nhận được đó là cái skin ánh sao đặc vụ thời không, rồi mảnh skin hiếm. Nhưng theo như thông tin Mỡ nhận được ở đây là chúng ta không thể thấy được có cái gì anh em. Chúng ta không có thể nhận được cái phần thưởng trước khi ra mắt độc quyền này. Tức là nếu như mà chúng ta tham gia giai đoạn ra mắt chính thức ý, thì chúng ta sẽ không nhận được cái gì anh em. Không nhận được khung avatar phiên bản ánh sao và hiệu ứng hạ gục. Hai cái này tỷ lệ ra của nó chỉ có 1,55% và 1% thôi. Tức là khi mà chúng ta tham gia giai đoạn chính thức ý, chúng ta sẽ chỉ nhận được đó là skin của Carrier, cùng với đó là các trang phục và Aquemus, cùng với đó là các mảnh skin hiếm và mảnh skin cao cấp thôi. Cho nên nếu như mà anh em muốn chỉ nhận được cái skin Carrier này này, anh em hãy tham dự vào giai đoạn sau. Kim cương nó sẽ tốn ít đi, nhưng anh em sẽ có cơ hội nhận được cái skin anh em muốn. Còn nếu anh em muốn nhận được khung, anh em muốn nhận được hiệu ứng hạ gục, thì anh em bắt buộc phải tham dự vào cái giai đoạn đầu tiên. Là cái giai đoạn gì anh em? Giai đoạn trước khi ra mắt, tức là ở thời điểm hiện tại này anh em này. Đó, và ok, thì cái sự kiện này, cơ chế tham dự sự kiện rất đơn giản. Anh em có thể nhìn thấy bên dưới đúng không ạ? Chúng ta vẫn sẽ có hai lần mở, một lần mở X1 với 25 kim cương, tại vì lần đầu tiên được giảm giá mà anh em, lần sau vẫn là 50 kim cương. Lần thứ hai sẽ là lần mở 500, mở một phát được X10. Thì ở trong này không ghi rõ là X10 nó sẽ được cái gì, nhưng mà có lẽ rằng là Mỡ sẽ mở X10 cho nó nhanh. Và cùng với đó là chúng ta sẽ có thêm cái gì anh em? Chúng ta sẽ có thêm đó là cái bất ngờ hàng ngày. Anh em thấy Mỡ đang click liên tục không? Cái bất ngờ hàng ngày này sẽ cho anh em 8 cái này đấy anh em này, 8 cái biểu tượng, cái hình phi tiêu của con Carrier. Thì cái biểu tượng này sẽ để làm gì? Sẽ để đổi thưởng lấy con Carrier đấy anh em ạ. Để mà nhận được cái đổi thưởng này anh em sẽ phải bỏ ra bao nhiêu anh em? Anh em sẽ phải bỏ ra 400 cái phi tiêu như thế này để mà anh em có thể đổi thưởng được lấy nó. Và các phần thưởng ở trong cái cửa hàng của cái sự kiện đặc vụ gì anh em nhỉ? Đặc vụ thời không này, đó là cái gì anh em? Đó là mảnh tướng, rồi thì là thẻ hội viên ánh sao, xong rồi thì là gói đặc vụ thời không đặc biệt. Thì cái gói này thì anh em dùng để gửi tới bạn bè anh em nhá. Những người chơi khác có thể chạm vào gói để nhận được một phần thưởng ngẫu nhiên. Đó. Rồi tiếp theo là gì anh? Cái khung phiên bản hội viên sau năm 2020. Cái khung này thì nhắc lại với anh em một lần nữa là chúng ta chỉ có thể nhận được ở trong cái thời điểm này chúng ta tham dự sự kiện mà thôi. Còn sau khi chính thức thì chúng ta sẽ không nhận được cái khung này nữa. Rồi tiếp theo đó là cái đá ánh sao và hiệu ứng hạ gục. Cái này là hiệu ứng hạ gục hay sao anh em ạ? Hay là hiệu ứng biến vây ạ? Đó. Và đó là toàn bộ những cái phần thưởng chúng ta có cái sự kiện lần này. Và cái sự kiện lần này nó chẳng khác gì cái sự kiện của Lancelot luôn. Chúng ta vẫn có thể nhận được những cái phần quà bằng cách claim những cái vật phẩm là cái huy hiệu thời không này thông qua những cái lần mở anh em này. Mở một lần thì chúng ta claim được 8 cái, mở 10 lần sẽ claim được 15 cái, mở 20 lần sẽ claim được 15 cái, và mở 30 lần sẽ claim được 25 cái. Đó,
Thì đó là toàn bộ những cái thông tin chi tiết mà anh em cần phải biết để cái sự kiện lần này. Và ok là bây giờ không nói nhiều nữa, với 25.509 kim cương, liệu rằng chúng ta sẽ tốn bao nhiêu kim cương để mà sở hữu được cho mình đó là cái trang phục Carrier cùng với những cái phần quà có trong cái sự kiện đặc vụ thời không này đây. Let's get it. Ok rồi, mở đầu tiên là mở xin được mở một lần để lấy cái khuyến mãi nha. Mở một lần lấy khuyến mãi này. Ok, hiệu ứng này. Được 12 cái huy hiệu thời không. Bây giờ chúng ta sẽ mở 10 lần này. Đừng nhắc lại tôi. Mỡ sẽ mở lần đầu cho anh em xem hiệu ứng nha. Còn lần sau chắc mỡ sẽ bỏ hiệu ứng đi. 12 cái là cũng nhiều phết ạ. Mỡ không biết rằng có cái tỷ lệ để ra thẳng cái skin không, nhưng mà chắc là phải đỏ lắm mới ra thẳng skin anh em ạ. Gói đặc vụ thời không đặc biệt, cái này có thể gửi cho bạn bè được này. 44 huy hiệu thời không này và 300 điểm ánh sao xác nhận này. Ok, và sau đó sau khi chúng ta mở xong là chúng ta sẽ nhận được hai phần quà anh em này. Một lần này, anh em thấy không ạ? Rồi, và 10 lần này. Đó, và như vậy ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có 87 cái huy hiệu thời không. Chúng ta mở lần thứ hai đi, mở tắt hiệu ứng hoạt cảnh đi anh em nha, cho nhanh. Một lần mở với 500 kim cương là chúng ta sẽ nhận được khoảng bao nhiêu anh em? Chúng ta sẽ nhận được khoảng đó là 80. Tiếp này. Ok, 44 huy hiệu thời không thôi, chỉ bằng một nửa so với lần mở trước. Và xác nhận này, chúng ta sẽ lấy từ đây anh em nha. 20 lần này, 30 lần này. Ồ, như vậy là chúng ta đã gần đủ để mà có thể đổi được cái skin của Carrier rồi. Tiếp này. 52 huy hiệu thời không và 750 điểm ánh sao. Mở hết mất cái phần thưởng cộng thêm này rồi. Nếu như mà hên thì có lẽ rằng là không cần tốn đến 1.000 nữa. 68, anh em thấy chuẩn không ạ? Anh em thấy chuẩn chưa? Xác nhận này. Và mỡ sẽ mở thêm 10 lần nữa nha. Yes. Như vậy là mỡ vừa như vậy là mỡ vừa mới nhận được cái khung phiên bản hội viên ánh sao, không cần phải đổi. Nhận thêm cả đó là gói đặc vụ thời không, và nhận thêm được cả đó là huy hiệu thời không, để mà xác nhận đủ 443. Và sau đó là mỡ sẽ sử dụng cho mình đó là cái lượng kim cương này, lượng huy hiệu này để đổi lấy cho mình đó là cái trang phục của cái vị tướng Carrier. Và đây chính là Carrier đặc vụ thời không anh em ạ. Đổi thưởng này, đổi thưởng nào. Carrier mặc dù không có cho mình bất kỳ một cái trang phục ở cấp độ Legend nào, nhưng bản thân những cái trang phục ở cấp độ Epic và những cái trang phục ở cấp độ hội viên ánh sao, nó đã quá đẹp rồi. Con này có một cái skin Epic không biết bao giờ mới quay lại, đó chính là Carrier đặc vụ chim ưng. Bây giờ lại có thêm một cái skin Carrier đặc vụ thời không nữa với ngoại hình, có thể nói là quá tuyệt vời anh em ạ. Quá tuyệt vời và quá mê ly con chi luôn. À chết quên anh em ạ, quên mất một điều nữa. Đó là chúng ta sẽ phải lưu ý đến cái này này anh em này. Chúng ta sẽ phải lưu ý đến cái này anh em này. Đổi vật phẩm này, cái này còn cần của chúng ta lên đến đó là 120 cái huy hiệu nữa. Mà ở thời điểm hiện tại mỡ chỉ có đó là 43 cái huy hiệu thôi, cho nên mỡ cần phải bỏ ra thêm khoảng 500 kim cương để mà sở hữu nốt cái đấy nữa anh em ạ. Đây, bỏ ra luôn này. Ok, 60 huy hiệu thời không. Mỡ còn cần khoảng độ 20 cái nữa, mỡ còn cần khoảng độ 17 cái nữa thì mỡ sẽ mở lần lượt từng cái một để cho nó tiết kiệm anh em nha. Một này. Rồi, đủ chưa ta? Vẫn thiếu này. Thêm này. Ok, như vậy là đã đủ anh em ạ, như vậy là đã đủ rồi. Chúng ta là đã đủ rồi, sau đó chúng ta sẽ nhận nốt cái này về này. Nhận chứ? Không có hiệu ứng gì à? Nhưng mà mỡ nghĩ là đã đổi được rồi đấy anh em ạ. Cái này thì nó sẽ nằm ở trong phần nào ta? Nó sẽ nằm ở trong cái phần đây, hiệu ứng hạ gục đúng không? Đây rồi. Hiệu ứng hạ gục nó là cái này anh em này. Đó, nó là cái hiệu ứng hạ gục đây này anh em này. Ok, dùng nó nha. Và đây chính là in game của Carrier đây anh em. Cái trang phục này thì nó sẽ không có hiệu ứng biến vây anh em nha. Trang phục này thì chỉ có cho mình đó là cái gì anh em? Đó là cái hiệu ứng hạ gục mà thôi, chứ nó không có hiệu ứng biến về. Đây là cái thao tác di chuyển ra anh em này. Em nhìn thấy không ạ? Ok, mỡ sẽ là zoom gần vào cho anh em xem để mà anh em có thể thấy được rõ hơn nha. Đó, anh em thấy rõ không ạ? Bắn thường này. Ok. Tích cộng dồn dưới chân kìa anh em kìa. Em thấy tích cộng dồn dưới chân không?
Nice. Nó sẽ đánh dấu ra thành đủ 4 màu. Đó là màu xanh lam, xanh lá cây, xanh neon và màu vàng. Khá đẹp. Đẹp anh em ạ. Liệu rằng là đã đủ hấp dẫn chưa ạ? Khá đẹp đúng không anh em? Ok, chúng ta sẽ thử xem là cái lưỡi cưa này nó sẽ cưa lên một cái vị tường nó sẽ là như nào nha. Melee không có gì phải chê đấy anh em ạ. Ta sẽ đến với chiêu thứ hai, bước nhảy bóng ma này. Đó, anh em thấy không ạ? Em thấy không ạ? Chiêu cuối bật lên này. Đó, nhảy này. Ok, nhảy tiếp này. Bật chiêu cuối lên này. Đó, anh em thấy không ạ? Nhảy này. Nhảy tiếp này. Đó, bật chiêu cuối lên tiếp này. Và anh em nhìn hiệu ứng hạ gục này. Wow, quá tuyệt vời ông mặt trời anh em ạ. Cực kỳ đẹp. Và chắc chắn là sẽ là trang phục hiếm nhất nhì của cái vị tướng xạ thủ Carrier này rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời anh em ạ. Trời ơi, star. Và trên đây là toàn bộ cái video clip mà mợ muốn mang đến cho anh em về cái việc đập hộp cái skin Carrier đặc vụ thời không, chi phí và toàn bộ những cái hiệu ứng của cái trang phục Carrier này. Và không biết rằng gọi là quan điểm của anh em như nào sau khi xem cái video clip này. Đừng quên để lại cho mợ một like và đăng ký kênh và đón xem những cái video clip tiếp theo của mợ sẽ có nha. Cũng bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye.